Xin chào các con và chào mừng các con đến với buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài toán chuyên đề công việc chung, công việc riêng. Các bạn viết tên bài học vào. Vậy công việc chung, công việc riêng thì nó gồm có những cái nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Bật máy tính. Nào, thầy có bài toán như sau. Cái phần này thì các bạn cũng không cần phải viết đề đâu nha, mình phải hiểu cái cách làm nó là được. Ở đây ấy là ta có là Được. thành Có phải ghi chuyên đề vô không thầy? còn viết tên bài học thôi, tên bài học là công việc chung công việc riêng nha. Thầy có bài toán như sau này: John cần 36 ngày để hoàn thành một dự án và Mary cần 12 ngày để hoàn thành cùng dự án đó. Nếu John và Mary cần thực hiện cùng nhau thì họ cần bao nhiêu ngày để hoàn thành dự án? Các bạn sẽ có thời gian là 1 phút 30 giây suy nghĩ, 1 phút 30 giây bắt đầu. Rồi, xin mời các bạn hãy comment. Có phương án A là 3, B là 9, C là 24, D là 48. Thầy đọc các bạn sau có kết quả là câu trả lời đúng. Tuấn Kiệt số 1, Gia Phúc số 2, Minh Tâm số 3, Gia Minh số 4, Tiến Phong số 5, Văn Phúc số 6. À, các bạn đổi tên nha. Vi Oanh là bạn Trang, Trang số 7, Tiến Đạt số 8, Trâm số 9, Khánh Ninh số 9, số 10, Thanh Lâm 11. Ok, bài chúng ta sẽ làm như sau ạ. Để làm bài này thì chúng ta sẽ hiểu như thế này, người ta phải hiểu này này. Đầu tiên ta có là ta đi tìm là John làm 36 ngày thì hoàn thành dự án, vì ta đi tìm là một ngày thì John làm được. Số phần dự án ta phải chọn đơn vị đây là dự án hoặc là công việc đều được nhá. Số phần công việc là thì ta sẽ lấy là 1 chia cho 36, kết quả bằng 1 phần 36, đơn vị là công việc. Rõ phần này chưa ạ? Rõ phần này, comment này chữ rõ, chữ R. Tiếp theo, bây giờ ta sẽ đi tìm là gì ạ? Một ngày
Thì bạn Mary làm được số công việc, số phần công việc ta sẽ lấy là 1 chia 12 thì bằng 1 phần 12 công việc. Nào hiểu cái này gần đầu thầy nào. Ok được rồi. Thế tiếp tục chúng ta lại đi tìm tiếp là một ngày thì cả hai người cùng làm thì được số phần công việc là một ngày cả hai người cùng làm thì được số phần công việc là ta sẽ lấy là 1 phần 36 cộng 1 phần 12. Kết quả bằng có nhớ cách cộng phân số không ạ? Đây, cái này 1 phần 36 cộng 1 phần 12 thì ta thấy là 1 phần 36 cộng 1 phần 12 thì sẽ bằng là 1 phần 36. 36 chia cho 12 bằng 3 cộng với 3 phần 12. Tức là, xin lỗi, 3 phần 36. 1 phần 12 thì bằng 3 phần 36. Vậy ta kết quả bằng 4 phần 36. Công việc. Hiểu cái này chưa? Hiểu cái đầu thầy. Tôi ta sẽ tìm là cả hai người cùng làm thì hoàn thành dự án đó trong số ngày là ta một ngày thì làm được 4 phần 36 công việc. Vậy thì thời gian để hoàn thành ta chỉ việc lấy 1 chia cho 4 phần 36. Kết quả bằng 36 phần 4 hay là bằng bằng 36 phần 4 hay là bằng 9 ngày. Dễ không ạ? Và đáp án B 9. Hiểu phần này ạ? Bao nhiêu bạn đã rõ phần này? Comment để chữ rõ chữ R. Được rồi. Bạn nào hơi hơi hoặc là chưa rõ thì comment để chữ K. À, các bạn cho hết rồi. Đấy. Thế thì thế này. Bạn Tuấn Kiệt rất là vui tính. À, được rồi. Đó là B nhá. Thế thì cái bài này là bài công việc chung, công việc riêng có hai người làm. Đây là từ công việc chung, à, từ công việc riêng đến công việc chung. Bây giờ phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài số 2. Rút lại bài này này. Bài này từ công việc riêng ấy thì ta phải đi tìm là một ngày thì làm được bao nhiêu. Hiểu chưa ạ? Mỗi người làm được bao nhiêu, xong rồi tìm là một ngày mà làm chung thì được bao nhiêu. Và cuối cùng là cả hai làm chung thì xong công việc đó trong bao nhiêu ngày. Bao nhiêu bạn đã rõ cái bài này, comment để chữ rõ hoặc là rất rõ thì viết cho thầy rất rõ nào. Ok được rồi. Bài 2. Chúng ta sẽ có là như sau. Nếu Ali cần 60 ngày để hoàn thành một dự án, Peter cần 15 ngày để hoàn thành một dự án đó. Nếu Ali và Peter cùng thực hiện dự án với nhau ấy thì họ cần bao nhiêu ngày thì xong? Các bạn sẽ có 1 phút để suy nghĩ và 1 phút suy nghĩ bắt đầu.
Nào, xin mời các bạn comment. À rồi, các bạn làm rất là nhanh. Nào, tôi sẽ có là gì ạ? Để đọc, các bạn đã có câu trả lời nhanh và chính xác. Minh Tâm số 1, Tuấn Kiệt số 2, Trúc Ly số 3, Minh Thành. Minh Thành kiểm tra lại ở cái việc comment thừa. Số 4 Kim Tiến, số 5 Tiến Đạt, số 6 Gia Phúc, số 7 Tiến Phong, số 8 Cẩm Ly, số 9 rồi Minh Thành, số 10 Thanh Lâm, 11 Quốc Cường, 12 Văn Phúc, 13 Gia Minh, 14 Khánh Linh, 15 Quang Vinh, 16 Bảo Châu, 17. Ok rồi, tôi rồi. Bài này thì rất là đơn giản thôi. Ta cũng làm các bước như thế, à làm tương tự, con biết là làm tương tự bài trên. Đã. Kết quả là 12 đúng không? Đáp án B 12. À, thầy viết như thế có được không? Hay lại phải làm các bước giải như bài trên này? À, các bạn thấy được, các bạn comment cho thầy chữ yes. Còn nếu cần giải chi tiết giống bài trên thì thầy có thể hướng dẫn lại. Ok rồi, xong. Bây giờ bài 3 này bắt đầu tư duy cao hơn. Nào, chúng ta sẽ có thời gian là để suy nghĩ này. À, bài 3. Ta có này. Ali cần 20 ngày để hoàn thành một dự án. Peter cần 30 ngày để hoàn thành một dự án. Giống như vậy. Và nếu Ali, Peter và Mary cùng làm thì mất 10 ngày. Hỏi nếu Mary làm một mình thì mất bao nhiêu ngày để hoàn thành dự án này? Và các bạn sẽ có thời gian là 2 phút để suy nghĩ. 2 phút suy nghĩ bắt đầu. Không biết đâu. Các bạn còn hơn 1 phút nữa. Còn 30 giây.
Nào, xin mời các bạn hãy comment. À, thầy đã thấy có những bạn đã làm được rồi. Các bạn thấy bài này nó tư duy cao hơn một chút bài kia đúng không? Vậy bài chúng ta sẽ làm như nào? Thì các bạn nhìn đây. Để làm bài này này, chúng ta phải phân tích này. Bài này có 3 người, đúng không? Người thứ nhất là một mình biết rồi, người thứ hai là mình biết rồi. Nhưng người thứ ba thì chưa biết, nhưng người ta biết là làm chung cả 3 người thì hết 10 ngày. Thế thì ta sẽ làm bài này như sau này. Bài giải. Cái này là nó đi từ công việc chung rồi đến công việc riêng. Và tất nhiên nó cũng có cả công việc riêng nữa. Thế ta sẽ có này. Đầu tiên là cả 3 người cùng làm thì xong dự án trong số ngày là 10 ngày đúng không? Thế thì ta sửa lại. Ta viết là một ngày thì cả 3 người làm được số phần công việc là hiểu phần này chưa các con? Ta sẽ lấy 1 chia 10 thì bao nhiêu comment? Đúng rồi. Rất tốt, bằng 1 phần 10 công việc. Tiếp theo ta lại tìm gì? Một ngày bạn Ali làm được số phần công việc thì vì Ali làm trong 20 ngày thì xong đúng không? Ta lại lấy 1 chia cho 20, kết quả bao nhiêu ạ? À, 1 phần 20, rất tốt. Đơn vị là công việc. Tiếp theo ta đi tìm một ngày thì Peter làm được số phần công việc là bao nhiêu ạ? Thì Peter bạn làm là mất 30 ngày đúng không? Lấy 1 chia cho 30 và bằng 1 phần 30 công việc. Thế bây giờ ta lại thấy là bây giờ ta đi tìm xem là một ngày thì 3 người làm được là 1 phần 10 công việc. Thế bây giờ 2 người này thì làm được bao nhiêu? Ali và Peter làm được bao nhiêu? Hiểu chưa ạ? Rồi ta sẽ biết được là một ngày thì Mary làm được bao nhiêu phần công việc. Vậy ta sẽ có là một ngày thì Mary làm được số phần công việc là ta sẽ lấy 1 trừ đi mở ngoặc Ali này cộng với Peter, tức là 1 phần 20. Ở trên. 1 phần 20 cộng với 1 phần 30. À, thì sẽ viết lại cái chỗ này cho các bạn. Đây, thầy viết ở đây cho nó dễ nhìn. Được chưa?
đây 1/20 cho dễ nhìn, và tiếp theo là 1/30. Dễ nhìn hơn. Thì ta lấy đây 1/20 cộng 1/30 đây. Cái này ta phải làm ra nhá. 1/20 là 30 cộng 20 bằng 50. Phần 60. Kết quả bao nhiêu ạ? Mẫu số chung là bằng bao nhiêu đây? Nào các bạn tính như này này, nào tính nha, dễ tính này. Ta làm từng bước một. Thôi, tách ra. Để thầy tách ra một tí. Để cho bạn dễ làm. Bây giờ ta có là một ngày. Thì Ali và Peter làm được số phần công việc là ta lấy 1/20 cộng 1/30 để làm để cho các bạn dễ nhìn nhá. Các bạn đồng ý không ạ? Đồng ý gật đầu thầy. Thì bao nhiêu? 1/20 cộng 1/30 thì mẫu số chung là bằng 60. 60 chia cho 20 thì bằng 3, 60 chia cho 30 thì bằng 2. Đấy, vậy kết quả bằng 5 phần 60 hay là chính bằng 1 phần 12. Công việc. Rõ chỗ này chưa các con? Rồi tiếp theo, bây giờ ta lấy 1 trừ 1 phần 12. Chờ thầy chỗ này chỗ. Một ngày thì Mary làm được, ta sẽ lấy là 1 phần 10. Trừ 1 phần 12. Thầy viết lại đây. Một phần 10 trừ 1 phần 12 bao nhiêu ạ? Nào comment cho thầy. 1 phần 10 trừ 1 phần 12 thì mẫu số chung là bao nhiêu ạ? Bằng 60. Đấy. 6 trừ 1 là trừ 5. Kết quả bằng 1 phần 60. Đơn vị là công việc. Hiểu phần này chưa ạ? Và cuối cùng là thời gian để Mary làm được, làm xong công việc đó, làm một mình. Xong công việc đó là ta lấy bao nhiêu ạ? Ta lấy một, lúc này ta mới lấy một chia cho 1/60 và kết quả bằng 60 ngày. Đáp án là gì đấy ạ? C 60 ngày.
Chúc mừng các bạn có kết quả là C. Cho thầy hỏi bao nhiêu trong số các bạn đã hiểu cái phần này ạ? À? Thì comment cho thầy chữ hiểu và chữ hở. Ok. Rõ phần này chưa ạ? Còn mà nào hơi hơi hoặc chưa rõ comment này chữ K. Hiểu phần này chưa ạ? Rồi, hiểu hết rồi, tốt rồi. Đấy. Các bạn thấy bài này hay không ạ? Bao nhiêu số các bạn thấy bài này nó rất là hay, comment để chữ hay hoặc là rất hay để viết vào. Tuyệt vời không ạ? Đấy nha, nó đơn giản thế. Thế tương tự như vậy, chúng ta sẽ đến một bài toán tư duy cao hơn, là bài số 4. Đọc cho thầy bài số 4 nào. Để các bạn nhìn này. Vòi A chảy một mình trong 8 giờ thì đầy bể. Nhưng mà vòi B chảy một mình trong 16 giờ mới đầy bể. Một hôm bể cạn, tức là nó không có nước ấy. Người ta mới mở vòi A trong 2 giờ, rồi mở cả hai vòi cùng một lúc, hỏi cần bao nhiêu giờ thì bể mới đầy. Đấy, cái bài này thì nó lại tư duy cao hơn một chút. Đó là gì? Đó là gì? Đó là nó lại không chảy luôn cùng, nếu mà chảy luôn cùng thì dễ cho chúng ta. Nhưng cái bạn vòi A này nó lại chảy trước 2 giờ đây. Xong nó bị xả cả hai cái vòi vào. Đấy, bây giờ các bạn sẽ cùng suy nghĩ. Chúng ta sẽ có 1 phút để suy nghĩ nha. Trước khi chúng ta làm bài này, 1 phút suy nghĩ bắt đầu. Rồi, hết thời gian. Nào, xin mời các bạn hãy thử comment này.
Nào, bài này chúng ta sẽ làm như sau. Bài chúng ta sẽ làm như sau. Thì cách làm này. À, cái này bài nó như này này. Bình thường ấy thì nó khác với cái bài toán là ví dụ như vòi 1 chảy được đầy bể trong 8 giờ. Vòi 2 chảy được trong 4 giờ, hỏi cả hai vòi cùng chảy thì sau bao lâu sẽ đầy bể đúng không? Hiểu chỗ này chưa? Hiểu, gật đầu. Nhưng bây giờ cái vòi A nó chảy trước. Thì bây giờ các bạn hình dung này, thầy sẽ vẽ cái bể nha. Đấy, vẽ em cái bể bể nước. Đây, một cái bể. À, nó có cái vòi nước nó chảy vào đây. Đây là một vòi từ đây chảy vào. Một vòi từ đây chảy vào. Hiểu chưa các con? Hiểu gần đầu thôi. Thế thì bây giờ bình thường ấy, nếu mà cả hai vòi cùng chảy thì cái bể nó là bể rỗng, hiểu chưa ạ? Bể rỗng này, toàn bộ cái bể rỗng này thì nó đơn vị nó gọi là một, gọi là đơn vị. Thế trường hợp mà cái vòi A này nó chảy vào trước, nó chảy trong 2 giờ thì nó được một cái lượng nước ở đây, lượng nước trong màu xanh như cái đây, nó cho một cái lượng nước ở đây, thì lúc này với cả hai vòi nó cùng chảy thì ta đi tìm là đầu tiên ta đi tìm tìm riêng là từng vòi chảy trong 1 giờ thì các bạn làm được rồi đúng không, gật đầu thầy. Xong nó tìm cả hai vòi cùng chảy trong 1 giờ thì được đúng không ạ? Thế thì vì cái vòi hai nó chảy được một số phần này thì ta sẽ tìm được cái phần mà bể trống, tức là nó còn phải chảy nữa thì mới đầy bể, hiểu không ạ? Thì là cái phần rỗng này, lấy cái phân số chỉ cái phần này thì ta chỉ việc là chia nó cho cái thời gian mà cho cái số phần chảy được trong chung trong 1 giờ thôi. Hay hay, rất hay ạ. Dễ hiểu chưa ạ? Bao bạn đã hiểu phần này ạ? Comment này chưa hờ nào? Đấy, nó chỉ đơn giản so với cái bài bài toán trước ấy thì nó là một, tức là toàn bộ bể là một bể rỗng. Thế còn bây giờ nó chỉ còn lại nữa. À, vì nó đã chảy trước rồi, nó chỉ còn là một cái phần rỗng rồi, phần trống rồi. À, ta sẽ làm như sau. Bài tập về chi tiết. Bài bước 1. Là bước 1. Ta đi tìm là trong 1 giờ thì vòi A chảy được số phần của bể. Ta lấy 1 chia 8 thì bằng 1 phần 8 bể. Đồng ý không? Đúng ạ, comment này, 1 phần 8. Ok chưa ạ? Tiếp tục ta lại đi tìm là bước 2. Ta đi tìm trong 1 giờ thì vòi B chảy được số phần của bể là ta lại lấy 1 chia 16 thì bằng bằng bao nhiêu ạ? À, tất nhiên rồi, comment thầy. À rồi, bằng 1 phần 16 của bể. Bước 3. Ta đi tìm xem là trong 1 giờ thì cả hai vòi cùng chảy được số phần của bể. Thì ta chỉ việc lấy 1 phần 8 cộng 1 phần 16, đúng không ạ? 1 phần 8 cộng 1 phần 16. 1 phần 8 mà cộng 1 phần 16 thì bằng bao nhiêu ạ? 1 phần 8 thì bằng 2 phần 16, cộng 1 phần 6 bằng 3 phần 16. Dễ chưa ạ?
3/16 bể. Hiểu phần này không ạ? Thế nếu mà bài toán nó bảo là vậy thì hai vòi cùng chảy trong bao lâu thì đầy bể, thì các bạn sẽ dễ dàng là lấy 1 chia 3/16 bằng 16/3 giờ, đúng không? Nhưng mà vì cái vòi số 2 ấy, vòi A nó chảy trước là được 2 giờ tại bước đến bước 4. Là trong 2 giờ thì vòi vòi A chảy được số phần của bể là bao nhiêu ạ? Ta lấy 1/8 nhân 2 1/8 nhân 2 thì kết quả bao nhiêu ạ? Comment thầy. Comment. À đúng rồi, bằng 1/4, rất hay. 1/8 nhân 2 thì bằng 1/4 bể. Nào thì việc vòi 2 nó chảy được 1/4 bể thì cái ta phải đi tìm là cái gì, cái số phần của bể chưa có nước là bước 5, đi tìm là số phần của bể chưa có nước kể từ lúc hai vòi bắt đầu chảy, đúng không ạ? Tức là phần số phần bể trống ấy, thì ta chỉ việc lấy 1 trừ 1/4. 1 trừ 1/4. Một trừ 1/4 là bao nhiêu? Comment thầy. Đúng rồi. Thì kết quả bằng 3/4. Bạn. Thế 1 giờ cả hai vòi thì chảy được 3/16 bể, vậy cái thời gian mà hai vòi cùng chảy đầy bể là bước 6, là thời gian để cả hai vòi cùng chảy đầy bể là ta sẽ lấy là 3/16 chia cho 3/4. À xin lỗi, 3/4 chia 3/16. Ta sẽ lấy đây là 3/4 chia cho 3/16. Kết quả bằng 3/4 chia 3/16. Kết quả bằng 4. Hiểu ạ? Tức là bằng 16/4, tức là 4, 4 giờ. Hay bạn, bao nhiêu bạn đã hiểu phần này? Comment thì thầy chữ hờ chữ hiểu nào. Đấy. Nhưng để cho tiện thì thầy sắp xếp lại một chút, thì thầy chọn cái bước 2 cho cái phần bước 4 lên bước 2. Được không các con? Cho nó theo liền theo mạch tư duy. Từ trong 1 giờ với A chảy được 1/8 bể, trong 2 giờ với A chảy được 1/4 bể. Tiếp theo là bước 3 thầy sẽ đặt lên đây. Bước 3 là trong 1 giờ thì vòi B chảy được 1/16 bể, đến bước 4 là trong 1 giờ cả hai vòi cùng chảy được số phần của bể là lấy 1/8 cộng 1/16 bằng 3/16. Bước 5, số phần bể chưa có nước kể từ lúc hai vòi bắt đầu chảy lấy 1 trừ đi 3 phần trừ đi 1/4. Thì kết quả bằng 3/4. Và thời gian để cả hai vòi bắt đầu chảy là ta lấy 3/4 này chia cho 3/16 bằng 4 giờ.
Bạn nào đã hiểu comment này chữ hờ? Bạn nào hơi hơi hoặc chưa hiểu comment này chữ ca? À, các bạn hiểu hết rồi đúng không? Nào, cho thầy hỏi là các bạn có thấy bài này nó thực sự hay không? Bao thì bạn thấy cái bài này nó quá hay, comment thầy quá hay. Hay không? Thầy đi dạy cái chương trình này cũng nhiều. Nhưng để đề ra cái dạng mà nó có gọi cái bài toán nó lại tư duy, nó lại thêm một cái bước lắt léo này thì nó rất ít. Và đây là một số bài trong hiếm những bài gặp như vậy. Tuyệt vời không ạ? Thế cho thầy hỏi là lần sau mình gặp lại bài này mình có dễ dàng không? Dễ dàng phải làm được không ạ? À, nó chỉ khó với những cái bạn ở ngoài kia mà không được tham gia cái lớp toán tư duy Timo này. Thế còn đối với các con mà đã được học rồi thì nó có còn là vấn đề của chúng ta đúng không ạ? À, nó không còn là vấn đề của chúng ta, nó là vấn đề của những cái bạn ở ngoài kia mà không ngồi ở cái buổi học này. Còn bây giờ chúng ta đã thấy dễ hơn rất nhiều đúng không? Tuyệt vời hay rất tuyệt vời đấy nha. Rồi, xin mời các bạn chúng ta đi nghỉ giải lao 2 phút, đi uống nước, đi vệ sinh rồi chúng ta sẽ vào học tiếp nha. À, thầy sẽ chụp cái bài lên trên nhóm vì bài nó quá hay. À đấy, cái có bạn đã nhắn cho thầy. Cảm ơn thầy. À, được. Ok nhá, rồi tốt. Bài toán hay quá thầy ạ. Đấy. Tất nhiên rồi, thầy dạy cho các bạn là những cái bài toán đỉnh cao. Học xong là phê luôn đi đúng không? Học xong nhớ mãi luôn, đúng rồi. Viết đáp án này. B 4 giờ. À rồi, rất tuyệt vời. Đúng rồi. Có chứ mà Minh Tâm. Cũng có những bạn bạn tự học được rất tốt. Đúng không ạ? Đúng rồi. Xin mời các bạn cùng nhau đứng lên nào. Cùng nhau đứng lên. Tất cả các bạn đứng lên nào, đưa tay ra phía trước. À, đưa tay phía trước. Ơi, bật camera hôm nay nào, mọi người tắt hết camera, chẳng có nhìn thấy bạn nào cả. Nào, bật camera lên. Không, các bạn tắt camera, các bạn lên giường, các bạn đi ngủ sao thầy biết các bạn có học hay không, đúng không? Mất công vào đây rồi. Nào, đưa tay ra phía trước, xoay xoay. À, xoay 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 dẻo tay nào.
Dẻo tay, dẻo tay, dẻo tay, dẻo tay. Dẻo tay. Ngô Hoàng Lâm, Tất Cam, Quốc Cường, Tất Cam à? Bật cam lên con. Minh Thành nhá. Khánh Linh nhá. Có khi Tất Cam đi ngủ ấy. Nào. Bật cam lên nào. Nào, xoay tay nào, giơ cao tay lên trời. Giơ cao tay, kiễng người, kiễng chân, vươn người lớn lên, lớn lên, lớn lên, lớn nữa lên, lớn nữa lên, ok. Nghiêng người sang trái, nói, ô. Nghiêng người sang phải nữa, à. Nào, xoay người, cúi xuống, tay chạm đất, nói, u. Đặt tay vào hông, khuỵu gối, ngả người ra sau hết cỡ, và nói, ê. Vỗ tay. Thư giãn chưa? Nào, làm một vài động tác nữa nào. High five với thầy nào, đưa tay phía trước. Thầy hô high five bạn nhỉ? Nào, chuẩn bị nào. High five nào. High five nào, high five nào. High five nào, tiếp tục nào. High five, ô kiệt không high five à? Ôi giời. Đang đứng dậy là high five từ đây nào. High five nào. Nào. High five nào. High five, rồi vỗ tay. À, tiếp tục chiến đấu nhá. Rồi, ok rồi, một số bạn là không tiện bật camera thì không sao nha, thầy cho phép. Đó, ok, thầy điểm danh các bạn một chút nào. À, cho bật bật mic lên. Gia Minh. Cho mình có không ạ? Thưa thầy có. Cho Phúc. Thưa thầy có. Minh Tâm. Bảo Trâm. Tiến Đạt. Kim Dạ Tiến. có. Quang Vinh. Thùy Có. Trang. Trúc Ly. Có. Có. Cẩm Lý. Hoàng Lâm. Quốc Cường. Tuấn Kiệt. Có. Tiến Có. Phong. Có. Ánh Linh, Diệu Linh, còn bạn nào chưa có tên không? Còn bạn nào chưa có tên không ạ? Dạ con. Tên là gì còn? Dạ Bảo Châu. À, Bảo Châu. Rồi, hết chưa? Con ạ. Con tên gì? Là Minh Thành ạ. Minh Thành. Ok, còn bạn nào nữa? Hết chưa? Rồi, chúng ta tiếp tục nhá. Chuyên đề tiếp theo, bài toán bịt mắt bốc bi. Các bạn viết tên chuyên đề 3 này vào. Viết vào đi ạ.
Nào, các bạn viết bài vào. Càng không được. Bài toán vịt bắt bốc bi nào. Bài số 1. Nào. Chúng ta có này. Có 5 chiếc tất màu đỏ, 9 chiếc tất màu trắng và 13 chiếc tất màu xanh dương trong một chiếc hộp. Cứ hai chiếc tất cùng màu thì tạo thành một đôi tất. Nếu bạn muốn lấy được hai đôi tất thì cần lấy ra ngẫu nhiên ít nhất bao nhiêu chiếc tất? Các bạn sẽ có thời gian 1 phút suy nghĩ và 1 phút suy nghĩ bắt đầu. Hai đôi rưỡi này, 9 chiếc tất sẽ là 4 đôi rưỡi này, 13 chiếc tất sẽ là 6 đôi rưỡi này, nghĩa là 4 nhân 10 11 này, 1 trừ 4 đi, 11 trừ 4 là 7, thích 7 đâu đấy, không biết à. Còn 30 giây. Hết thời gian. À đúng rồi. Em ngon. Xin mời các bạn hãy comment. Đúng rồi. À, rồi. Cái phần này thầy thấy rất nhiều bạn đã có câu trả lời nhanh và chính xác. Nào thì chúng ta cùng kiểm tra nào. Bây giờ thầy hỏi các bạn này. Ở đây chúng ta có mấy loại tất? Mấy loại ạ? Ba loại. Ba tất, à, 5 chiếc màu đỏ. Tóm lại màu đỏ này, màu trắng và màu xanh dương. Và để trong một hộp vậy, cứ 2 chiếc tất cùng màu thì mới tạo thành một đôi. Và người ta hỏi là nếu bạn lấy được hai đôi tất nhá, thì cần lấy ra ít nhất là ngẫu nhiên bao nhiêu chiếc? Thì chúng ta phải xác định là cái trường hợp xấu nhất. Luôn luôn là như vậy, bài toán bốc bi trước thầy đã dạy lớp dự án rồi. Thì bước 1, ta đi tìm là trường hợp xấu nhất hoặc khả năng xấu nhất, là trường hợp xấu nhất là có thể xảy ra. Có nghĩa là gì? Trường hợp xấu nhất mà nó không bốc đủ đuổi hai đôi tất đấy thì sẽ là bốc được, là bốc được 3 chiếc cùng loại, đúng không ạ? Gì nữa ạ? À, thôi 3 chiếc, tất 3 chiếc màu đỏ đi, 1 chiếc màu trắng, 1 chiếc màu xanh dương. Có hiểu chỗ này không? Có nghĩa là nó vẫn không đủ để được hai đôi ấy, hiểu chưa ạ? Thế cái ba này là chọn ngẫu nhiên rồi, chọn màu đỏ hay là chọn màu trắng là màu nào cũng được, tức là bốc được 1 loại 3 chiếc, 1 loại 1 chiếc, à 2 loại mỗi loại 1 chiếc, à thế ta có là khi đó bốc được số chiếc tất là ta lấy 3 cộng 1 cộng 1 thì bằng 5 chiếc, đúng không? Và để chắc chắn
bốc được. Hai đuôi tất thì cần bốc thêm một chiếc nữa, một chiếc bất kỳ nữa. À, số tất cần bốc là ta sẽ lấy là 5 cộng 1 bằng 6 chiếc. đây chưa có thể chia sẻ trên Dễ chưa ạ? Bao nhiêu bạn hiểu cái phần này hay là rất hiểu phần này, comment về chữ H nào. Và đáp án là C. 6 chiếc. Hay không? Đó nha. Tiếp theo. Bài 2. À thôi bây giờ đố cái này nó tư duy cao một tí nha. Bây giờ người ta bảo là vẫn bài này, vẫn bài 1 này, có 5 chữ tất vào rồi. Bây giờ là cái trường hợp mà cần lấy bao nhiêu để không phải là hai đôi nữa mà là ba. Sửa cái chỗ này. Cái này là có 7 chiếc màu đỏ. Nào thì comment thầy xem là cần bao nhiêu ạ. Thế cái trường hợp xấu nhất là nó vẫn chưa đủ bốc được 3 thì ta có đây là được 5. Và mỗi loại được một đó. Hiểu chưa ạ? Thì nó đã đủ đủ được 3 đôi chưa? Chưa đủ đúng không? Đây là trường hợp xấu nhất. Và nó phải bốc thêm một trong các nhóm này. Thì ta đây 5 cộng 1 cộng 1 bằng 7. Và cộng thêm một nữa. 7 cộng 1 bằng 8. Yes. Bao nhiêu bạn đã rõ phần này? Comment này chứ rõ hoặc là rất rõ nào. À, rõ rồi. Nào, bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo. Người ta là gì? Có 6 chiếc đũa màu trắng, 8 chiếc đũa màu vàng và 11 chiếc đũa màu nâu trộn với nhau. Nếu bạn muốn lấy được 3 đôi đũa cùng màu trong bóng tối thì cần bốc ra ít nhất bao nhiêu chiếc đũa? Các bạn sẽ có thời gian là 1 phút để suy nghĩ và 1 phút suy nghĩ bắt đầu. Ba chiếc đũa màu trắng. Xin mời các bạn comment. Nào, ở bài này thì chúng ta thấy là gì? Có 6 chiếc đũa màu trắng, 8 chiếc đũa màu vàng, 11 chiếc đũa màu nâu được trộn với nhau. Nghĩa là nếu muốn bạn lấy được 3 đôi đũa cùng màu thì ta cần bốc được bao nhiêu? Thì ta phải xác định cái trường hợp, cái khả năng xấu nhất có thể xảy ra là gì? Là không bốc đủ 3 đôi đũa bất kỳ này của màu nào đúng không? Khả năng xấu nhất thì trường xấu nhất bước 1.
Đó, trường hợp xấu nhất là không bốc được ba đôi đũa cùng màu. Thế có nghĩa ta chỉ bốc được nhiều nhất là 5 chiếc một loại đúng không? Có nghĩa là chỉ bốc được một loại 5 chiếc. 5 chiếc là chưa đủ đúng không? Và À, hai loại một chiếc. ổ cắm cất rồi, ổ cắm mất rồi, Nó đang sạc rồi. vậy ạ. Sao nhìn thấy màu xanh nó biết màu xanh Đây này, nhấp nháy. có nghĩa là gì? Số chiếc bốc được là ta sẽ lấy là 5 cộng 1 cộng 1, vậy bằng mấy ạ? À, bao nhiêu nhỉ? Ba đôi cùng màu. À, xin lỗi, đây là ba đôi cùng màu. Thầy nói lại, đây là ba đôi cùng màu, không phải ba đôi đũa. Không nhá, chơi chỉnh lại một tí. Trường hợp xấu nhất là không bốc được ba đôi cùng màu, chỉ bốc được thôi nó sẽ là thế này. Nó sẽ là chỉ bốc được tối đa là mỗi một màu là 5 chiếc. Chỉ bốc được tối đa mỗi màu 5 chiếc. Đúng không? Và số chiếc đũa bốc được là ta sẽ lấy 5 cộng 5 cộng 5. Thì đây xấu nhất là mỗi loại nó vẫn chưa đủ 3 đôi đúng không? Hiểu phần này gần đầu thầy. Thì bằng 15, 15 chiếc. Vậy để chắc chắn để bước 2, để chắc chắn bốc được ba đôi đũa cùng màu, cần bốc thêm một chiếc nữa. Số chiếc đũa cần bốc là ta sẽ lấy 15 cộng 1 bằng 16 chiếc. Và đáp án là gì ạ? B, 16 chiếc. Bao nhiêu bạn đã hiểu phần này hay là rất hiểu thì viết vào cho thầy. Hiểu thì viết chứ hiểu mà rất hiểu thì viết vào. Ok. Hay chưa ạ? Thế việc thầy đố các bạn nhé. Thầy đố các bạn này, thử nhá, thử xem chúng mình làm này. Bây giờ người ta ở nếu mà là không bốc, bây giờ không phải ba đôi mà nó chỉ là hai đôi thôi. Hai đôi thì là mấy chiếc một loại? À, cái này nó khác với bài toán mà hôm trước chúng ta học là gì? Nó nói đôi. Chứ nếu nói luôn là 4 chiếc thì rất là dễ đúng không? Nào thích thử xem nào, comment cho thầy nào. Đúng rồi, Minh Thành, Khánh Linh. Rất tốt, Tiến Đạt. Thanh Lâm, Tiến Phong, Quang Vinh, Gia Minh. Đấy, rất tốt. Đấy. Hay chưa? Thùy Trang.
Được rồi, bảo châm kim tuyến, ok, các bạn hiểu cái này chưa ạ? Được rồi nha. Thế nếu mà vậy để cho hai trường hợp xấu nhất là không đủ hai đôi đũa ấy. À, thế này thì ta thêm một cái nữa thì cho nó dễ cho các bạn này. Thêm một cái bước này cho các bạn nhé, để các bạn dễ hơn. Đây. Ta có sẽ là ở chỗ này. Ba đôi đũa thì bằng 6 chiếc. Dễ không? Thì thêm cái bước này, thêm cái chỗ này nữa để cho các bạn được rõ. Ok chưa? Phần này được chưa ạ? Cho thì hỏi các bạn thấy phần này được chưa ạ? À, bài tiếp theo. Còn hai bài nữa có cần thầy hướng dẫn luôn không? Học tiếp ạ. Bạn muốn học tiếp thì comment cho thầy chữ yes. Rồi, làm nốt cái phần này nhá. Vậy là có là một chiếc hộp có 100 viên bi gồm ba loại đỏ, xanh, vàng, trong đó 10 viên bi đỏ, 56 viên bi xanh. Hỏi cần lấy ra ngẫu nhiên ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn ta được hai viên bi khác màu. Thì cái này nó chỉ đơn giản là lấy được hai màu khác nhau thôi. Và bài này làm nhanh thôi. Vậy là có là bài giải này. Đầu tiên ta sẽ có là có 100 viên bi nhưng mà có 10 viên đỏ, 56 viên bi xanh, thì ta có tìm là số viên bi vàng là bao nhiêu ạ? Ta lấy 100 trừ đi 10 rồi trừ đi 56. Kết quả bao nhiêu ạ? 100 trừ 10 bằng 90, 90 trừ 56. 90 trừ 50 thì bằng 40, 40 trừ đi 6 bằng 34. 34 viên. Tiếp theo, bây giờ ta tìm gì ạ? Thế bây giờ ta có 10, 34 viên bi đỏ, 10 viên bi, 56 viên bi xanh và 10 viên bi vàng. Vậy thì ta lại xác định là cái trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Người ta chỉ cần là bốc được hai viên bi khác màu, có nghĩa là bốc được hai màu khác nhau. Thế có khả năng hay là trường hợp xấu nhất? Xấu nhất là chỉ bốc được một màu thôi. Toàn là vớt được một loại bi thì ta chọn cái nhóm lớn nhất đấy là chọn được 5-6 viên đó, vì đó là 56 viên bi xanh, và để chắc chắn bốc được hai màu khác nhau hoặc là hai viên bi khác màu ấy thì cần bốc thêm một viên nữa. Số viên cần bốc là ta lấy 56 cộng 1 bằng 57 viên. Hay chưa? Hiểu phần này gần đầu thầy, đúng không ạ? Ok. Đáp án B. Đáp án nhìn nó toàn B ấy nhỉ? Các bạn có thấy thế không? Các bạn thấy là mình làm từ nãy cứ đáp án nó cứ ra B nhỉ, gần đầu thầy à. Thế vậy đi làm đi thi mà bài nào khó quá mà ta không biết làm thì các bạn biết xác suất phải chọn cái số nào chứ, hay không? Đấy, sao lại bảo B mình rủa? B nó hay thế, như mà mình làm mình không nhớ mình chọn là B. Không biết cái gì thì cứ chọn đại một cái, đừng có bỏ không nha. Rồi. Bài này, bài 4. Có 100 bài 3. Bài 4 là có 100 chữ pi mà. Cái bài 4 này cũng giống như bài trên, làm được không? Nào làm luôn cho thầy. 100 hộp và một chiếc hộp có 100 viên bi gồm ba màu đỏ, vàng, xanh, trong đó 20 viên bi đỏ, 50 viên bi xanh. Cần lấy ngẫu nhiên để chắc chắn được lấy hai viên bi khác màu. Đáp án luôn này. Đây đáp án. Giống hệt như bài trên. Đấy, ui làm nhanh thế, cũng lại B luôn, 51. Đấy. Chúc mừng các bạn có kết quả là B. Đáp án là B. 51 viên. Tiếp theo, bài 5. Một chiếc hộp cũng có 100 luôn. Ba màu đỏ xanh vàng, trong đó 20 viên bi đỏ, 535 viên bi xanh.
cần lấy ra ngẫu nhiên thì chắc chắn được hai viên bi màu xanh. À, để lấy màu xanh thì để lấy màu xanh, việc trường hợp xấu nhất. Trường hợp xấu nhất là bốc được toàn màu đỏ và vàng. À, thêm một cái nữa đã, ta phải đi tìm là số bi màu vàng là ta lấy 100 trừ đi 20 rồi trừ đi 35 thì bao nhiêu ạ? Bằng 45 viên. Vậy đó, trường hợp xấu nhất là chỉ bốc được viên bi đỏ và viên bi vàng. Viên bi đỏ phải bi vàng và một viên bi xanh, đúng không? Người ta yêu cầu bốc hai viên bi xanh, ta chỉ xấu nhất là bốc được một, đúng không? Đấy, tổng số bi khi đó là ta sẽ lấy là bi vàng là bao nhiêu ạ? À, bi đỏ là bao nhiêu? Đỏ là 20 cộng với viên bi vàng là bao nhiêu ạ? Vàng là 45. Đâu nhỉ? Đúng rồi. Rồi cộng 1 viên bi xanh, cộng 1. 20 cộng 45 bằng 65 cộng 66 viên. Và để chắc chắn, để chắc chắn bốc được 2 viên bi xanh thì cần bốc thêm 1 viên bi nữa. Đã, số bi cần bốc là bao nhiêu ạ? Ta lấy 66 cộng 1 bằng 67 viên. Và đáp án A lần này thì không phải B rồi. D, 67. Wow, tuyệt vời không ạ? Nào, cho thầy hỏi các bạn bật mic đi. Cho thầy hỏi hôm nay bao nhiêu bạn thấy cái nội dung bài học này nó quá đẳng cấp, quá hay. Hay quá con. Mình học như này thì mình có tư duy tốt không? Mình gặp những cái bài toán khác mình có trở nên là tự tin không ạ? Quá hay đúng không? Thế thì như này này. Thật ra thầy dạy cho các bạn thì các bạn sẽ thấy rất là thích và thấy rất là hay. Nhưng chúng ta, não bộ chúng ta, nếu mà chúng ta nghe, chúng ta chỉ nhớ được 10%. Chúng ta nhìn, chúng ta nhớ được 20%. Nhưng mà chúng ta làm ấy, thì chúng ta giúp chúng ta nhớ được 80%. Hiểu không ạ? Về nhà, các bạn sẽ làm lại cho thầy. Thầy gửi trên nhóm nha. Làm lại cho thầy, sau đó đối chiếu đáp án. Bao nhiêu bạn hiểu cái phần này? Comment để chữ hờ chứ hiểu nào. Đối chiếu đáp án và xem là mình làm được đúng bao nhiêu câu thì viết ở trên cái bài làm mình ấy, sau đó chụp ảnh gửi cho thầy, được không các con? Rồi nhá, thầy thấy có nhiều bạn đã chụp ảnh gửi lên trên làm bài và chụp ảnh gửi lên đấy. Còn nếu mà các bạn mà làm về xong bạn lại bỏ đấy thì nó không có kết quả đâu, rõ chưa ạ? Bao nhiêu bạn cam kết là sẽ làm bài và gửi cho nhóm, comment thì là con cam kết nào. Ok, được rồi. Rồi, bây giờ các bạn bật micro lên. Chúng ta tạm biệt nhau nào. Chúc các con ngủ Con ngon. nhờ thầy. Chúc các con ngủ ngon. Con nhờ Con thầy. nhờ thầy. Con nhờ thầy. Tạm biệt. Con nhờ thầy.